Ngân nè, ráng ăn chút xíu thôi, 1-2 muỗng cũng được. Nè, con ăn miếng nè. Con phải ăn thì mới có sức khỏe chứ. Con cứ dày hoài, sao mẹ chịu nổi hả Ngân? Con ơi, ăn 1 muỗng thôi nha. Nè con, mở miệng ra đi Ngân. Sương, cháu hồi trưa con Ngân vẫn không chịu ăn sao? Vậy bác sĩ nói nó làm sao rồi? Nó không có sao, chỉ trừ cái chân thôi, còn lại đều ổn hết. Nhưng nó không chịu ăn uống, cũng không chịu nói chuyện gì hết. Ngân, bà có đem cháu mới vô cho con nè, để bà lấy cho con ăn nghe. Con phải ăn thì mới mau khỏe được, rồi còn phải tập vật lý trị liệu nữa. Mẹ lấy cháu mới cho con ăn nghe nha Ngân. Dạ, cô chào dì ba. Cô chào bác. Ừ. Ngân vẫn chưa chịu ăn sao vậy? Nó chưa chịu ăn uống gì hết. Bác. Hử? Hay bác với dì ba ra ngoài cho thư thả đi, để con ở lại nói chuyện với Ngân. Sương cũng chưa ăn uống gì hết. Tôi với Sương ra canteen ăn chút gì nha, để cho thằng Hữu nói chuyện với con Ngân. Con khuyên Ngân ăn giùm gì nghe Hữu. Dạ, con biết rồi dì. Ngân à, em ráng ăn chút gì đi. Em không chịu ăn sao mà khỏe được. Em ráng ăn vô, em phải có sức. Còn phải tập vật lý trị liệu nữa. Đây là giai đoạn rất quan trọng, nếu bỏ lỡ sẽ không còn hồi phục được nữa đâu. Nghe anh, ăn 1 miếng đi em. Em đừng có tự hành hạ mình như vậy nữa, đâu có cứu vãn được gì. Em ráng ăn đi, ăn một chút đi. Ăn đi em. Mình không thể sống như vậy được. Mọi thứ ngoài kia vẫn đang chuyển động, mình không thể nào sống vô trách nhiệm như vậy được. Nếu mình không chấp nhận được sự thật, mà sự thật vẫn đang hiện hữu trước mắt mình, thì mình chính là một kẻ hèn nhát. Long à, mẹ vô được không con? Mẹ vào đi. Mẹ để cửa đó đi. Con, mẹ mới điện cho bác sĩ, chúng đưa họ đến vô tiếp nước biển cho con. Mẹ điện thoại hỏi bác sĩ đi, con không muốn vô nước biển nữa. Sao vậy con? Con không chịu ăn uống thì phải vô nước biển mới có sức chứ con. Hôm qua vô nước biển mẹ thấy con đỡ nhiều rồi đó. Ý của con là con không muốn vô nước biển nữa, mà con muốn ăn cháo. Con muốn ăn cháo hả con? Dạ. Ngày nào mẹ cũng nấu sẵn để dưới á, để mẹ xuống mua múc cho con ăn nha. Mẹ, con xin lỗi mẹ, từ nay con sẽ không như vậy nữa. Con sẽ không để cho mẹ lo lắng cho con trai của mẹ nữa. Cuối cùng con đã nghĩ thông suốt rồi.
Mẹ vào đi. Mẹ nấu cơm xong hết rồi, xuống ăn đi con. Mẹ ăn trước đi, con chưa thấy đói. Con làm chút xíu việc rồi sẽ xuống ăn. Con mới khỏe lại mà làm cái gì? Để từ từ cũng được mà con, nha. Con muốn tranh thủ bàn giao hết việc cho chú Sáu. Sao vậy con? Sao tự nhiên con lại bàn giao? Nè, con đừng có nghĩ chuyện dại dột nha con. Mẹ yên tâm đi, con không có suy nghĩ dại dột đâu. Con muốn lên Sài Gòn xin việc làm. Con muốn rời khỏi nơi này một thời gian. Mẹ, mẹ cho con đi nha. Ừ. Con muốn đi thì cứ đi, chỉ cần con vui vẻ là được. Lâu lâu về thăm mẹ. Dạ, con biết rồi. Mẹ xuống đi, con tranh thủ làm cho xong, để con xuống ăn. Ừ. Ngân, con ăn một chút nghe. Con đừng như vậy nữa mà Ngân. Bác sĩ nói con phải mau chóng khỏe lại để còn tập vật lý trị liệu cho đôi chân nữa. Thời gian càng lâu thì càng khó có khả năng hồi phục đó con. Nè, ráng ăn một miếng đi con. Ủa, Sương. Bác Quang. Nó không chịu ăn, nó cũng không nói gì hết. Ngân. Ngân ơi, con nói chuyện với mẹ đi Ngân. Mẹ xin con mà. Con cứ như vậy hoài, con có biết là mẹ đau lòng lắm không? Ngân ơi, Ngân, mẹ xin con mà. Con nghe mẹ nói không Ngân? Dì ba. Dì ba. Sương à. Dì ba. Sương. Bác Hoàng ơi, để con đưa dì ba đi gặp bác sĩ nha. Dì ba. Những thứ khác quan trọng hơn mà em. Em biết mẹ em có bệnh. Bác sĩ kêu dì ba phẫu thuật, nhưng mà dì ba không chịu. Em có thương mẹ em không? Vậy thì tại sao em lại làm như vậy? Dì không chịu phẫu thuật bởi vì dì muốn đợi chân của em bình phục. Dì mới chịu nằm lên bàn mổ kìa. Em cứ như vậy hoài là em đang gián tiếp giết chết dì ba đó. Ngân ơi, em phải biết nghĩ cho dì ba chứ Ngân. Ngân, em đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa nha Ngân. Không được. Từ hôm nay em phải cố gắng sống vì mẹ. Em biết rồi. Em phải cố gắng sống vì mẹ của em. Đúng rồi. Em phải ráng lên. Nè, em ăn miếng cháo nha. Thì ra Sương với thằng Hữu đóng kịch. Nhờ thằng Hữu nó nói chỉ có cách này á mới mong con Ngân thay đổi. Nói giả bộ nhưng sự thật cũng gần như vậy mà.
hay là cứ phẫu thuật đi Sương? Còn Ngân đang cần có tôi. Nếu tôi phẫu thuật mà xảy ra chuyện gì thì con Ngân nó phải làm sao? Lúc này á, chắc là do tôi hợp với cái thuốc mới này nè, cho nên á, tôi thấy khỏe nhiều lắm, không còn tức ngực, khó thở thường xuyên như hồi trước nữa. Thiệt vậy hả Sương? Thiệt chứ sao không. Ông không thấy tôi chăm sóc cho con Ngân mấy ngày nay mà có mệt mỏi gì đâu. Nếu vậy thì tôi mừng lắm. Có gì thì Sương phải nói với tôi nghe, đừng có giấu. Tôi biết lo cho sức khỏe của mình mà. Tôi phải sống để thấy con Ngân bình phục, có cuộc sống hạnh phúc chứ. Dì ba. Hả? Bác. Sao rồi con? Dạ, con đã thuyết phục được Ngân. Ngân chịu ăn cháo rồi. Vậy thì tốt quá. Sương, mình vô với con Ngân đi. Đâu có được. Ông quên là giờ này tôi đúng ra là còn phải nằm ở phòng cấp cứu vì mới bị đau tim mà. Tôi quên. Tôi ngồi đây, rồi đi lanh quanh. Rồi chắc đầu giờ chiều tôi mới vô với con Ngân được. Nè, ông với thằng Hữu vô với con Ngân đi. Nhớ lấy sữa cho nó uống nha. Ừ. Đi Hữu. Dạ, mà đi bác. Ủa, con mắt con sao vậy? Dạ. Mình đóng kịch phải đóng cho tới chứ bác. À. Cái thằng này thiệt á. Hèn chi. Con vô gì bác? Ừ. Mà đi bác. À. Tao biết rồi. Thằng Hữu nó nói chưa nó xuống á. Sao mày không đợi gặp nó rồi đi luôn? Tao nghĩ là công việc ở lò, nó nói với chú Sáu sẽ tiện hơn. Với lại tao đâu còn làm việc trong lò nữa đâu. Tình nè, mày ở lại ráng giúp lò nha. Lò dù sao cũng là của mày mà. Mày phải trở về chứ. Tao không biết khi nào nữa. Mẹ tao ở nhà có một mình nè. Có gì ở nhà mày qua mày chăm sóc cho mẹ tao giúp tao nha. Nè, biết vậy sao mày không ở nhà mà còn đòi đi nữa chứ? Nó đi cũng tốt mà con. Bắt đầu lại từ đầu. Long, con khỏe rồi đó hả? Dạ con khỏe rồi. Vậy á, thiệt mừng cho con á. Vậy á là coi như là con yên phận của con rồi. Chỉ còn con Ngân, vì nghe bà Năm Tho bà nói, nó vừa bị liệt vừa tiệt thực, nó không chịu ăn uống gì trơn á. Bà vô duyên quá. Mới sáng sớm bộ muốn người ta chửi mới vừa lòng hả? Có sao tôi nói vậy. Dù gì á, tụi nó cũng là anh em cùng chung cảnh ngộ. Thông báo cho nó biết tình hình của đứa kia một chút có sao đâu. Tôi của mình hết nổi rồi nè. Vậy đi mau lại giùm cái đi. Không thôi tôi chửi gì gắn mà chịu. Mày hổ mày. Thấy chưa, nó cà lâm mà nó còn muốn chửi bà luôn á. Làm ơn, bà đi giùm một cái đi. Đi đi. Chứ, biết gì không thèm hỏi thăm. Bà rảnh quá à. Thôi, con đi nha mẹ. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ tìm người phụ việc với mẹ nha. Mẹ biết rồi. Con đi cẩn thận nha con. Cuối tuần này mẹ lên thăm con. Dạ. Tôi đi nha. Rảnh á, mày gọi điện cho tao nghe. Ừ. Đi cẩn thận nha con. Dạ, con biết rồi mẹ. Nhớ nhìn trước ngó sau nghe con. Nha. Dạ. Con đi nha mẹ. Dì Tư, bây giờ con thấy thằng Long nó đi là quyết định sáng suốt á. Chứ ở đây mà nghe mấy cái bà nói như bà Bảy á, bà nói tới nói lui làm sao mà chịu nổi. Dì cũng nghĩ như vậy, nên dù không có muốn xa nó cũng phải cho nó đi. Mong rằng nó lên thành phố, nó sẽ dần nguôi ngoai.
Ra đây con thấy làm sao? Dễ chịu hơn trong phòng đúng không? Dạ. Mẹ, hồi nãy bác sĩ nói với con á, vài bữa nữa con được xuất viện rồi đó mẹ. Vậy là mình có phải về quê không hả mẹ? Mẹ dọn đồ hết lên đây rồi. Mẹ con mình sẽ không trở về dưới đó nữa. Vậy mình bỏ ba Diệp luôn hả mẹ? Mẹ nghĩ đây là cách tốt nhất cho mẹ, cho con và cho cả ổng nữa. Mẹ là người có lỗi với ổng, nhưng con thì vô tội. Con không việc gì phải trả thay món nợ đó cho mẹ hết. Mẹ, dù sao ổng cũng từng thương yêu chăm lo cho mẹ con mình, nên mẹ hy vọng sau này nếu gặp lại con có thể tha thứ cho ổng. Dạ. Ngân, ông tới rồi đó hả? Tôi vừa mới đi gặp bác sĩ về. Tôi đã đăng ký cho con Ngân khóa tập vật lý trị liệu. Chắc hai bữa nữa là nó có thể xuất viện. Tôi cũng đã lo chỗ ở cho hai mẹ con. Cảm ơn ông. Có gì mà cảm ơn. Tôi lo cho con của tôi mà. Bà biết con nhất thời không tiếp nhận được ba, nhưng không sao hết. Ba chỉ cần con cho ba được chăm sóc cho hai mẹ con. Ngân à, nếu nói về quan hệ của mẹ với ổng thì ổng là người đáng trách. Nhưng với con, ổng không có lỗi gì hết. Nên nếu con nhận lại ba con, mẹ cũng không có buồn phiền gì đâu. Nếu con không muốn gọi ba là ba, con gọi là chú Hoàng cũng được mà. Bệnh viện, con biết là ba chăm sóc cho con, ba lo lắng cho con nhiều lắm. Con biết là chuyện ngày xưa giữa ba mẹ con không có quyền phán xét, nhưng mà dù sao đi nữa ba vẫn là ba ruột của con. Ba cảm ơn con nhiều lắm. Từ nay ba sẽ lo lắng, thương yêu con cho đến cuối cuộc đời của ba. Con, hôm bữa tới nay con chưa có dịp gặp bác hai để xin lỗi. Con xin lỗi vì đã phá kế hoạch của bác. Bác không trách con, biết đâu đó lại là điều tốt. Mấy tuần nay mẹ con Ngân bỏ nhà đi,
Bác thấy cô đơn quá. Có lẽ bác đã sai rồi. Bác hai, bác không có sai. Con chỉ không tán đồng cách trả thù của bác thôi. Con về ông Hoàng, con sẽ có cách trả thù hoàn hảo, có lợi hơn. Tùy con thôi. Bây giờ bác không muốn trả thù gì nữa hết. Không biết bao giờ, không biết đến bao giờ bác mới gặp lại được bà. Bác hai à, có điều này con muốn nói với bác. Bác đừng nói với dì ba nha. Dì ba không đáng để bác nhớ thương đâu. Con nói vậy là sao? Dì ba bây giờ đã chấp nhận tình cảm của ông Hoài rồi. Họ bây giờ đang là gia đình ba người rất hạnh phúc. Thật ra con có nhắc về bác, nhưng mà dì ba nói là dì ba không thèm quan tâm. Bây giờ trong mắt dì ba chỉ có ông Hoàng thôi. Trời ơi, khốn nạn! Bà nói vậy thiệt hả? Dạ, con cũng thấy bất bình thay cho bác. Bây giờ họ đang sống rất hạnh phúc trên nỗi đau của con và mất mát của con, mà không có một ai có một chút ái ngại gì hết. Cái bọn khốn nạn đó, bác sẽ cho tụi nó biết tay. Bây giờ con dẫn bác lên thành phố, bác tính sổ với tụi nó. Bác hai, bác bình tĩnh đi. Bác cứ ngồi yên nghe con nói nè. Họ có tiền, có thế, bác đấu trực diện là chỉ có thua thôi. Không nên vào lúc này bác à. Bác cứ giữ gìn sức khỏe, chờ thời cơ rồi cùng hoạt động với con. Mẹ đẩy con ra ngoài này, con ngồi ở đây có khí trời cho nó thoáng nghe. Nè, con thấy trong người sao rồi? Có còn đau nhức chỗ nào nữa không con? Con hết đau nhức rồi mẹ. Chỉ có cái chân của con không có cảm giác gì hết đó mẹ. Bác sĩ nói con phải tập vật lý trị liệu thì mới dần dần hồi phục được. Mẹ, thời gian con tập vật lý trị liệu lâu lắm, cũng chưa biết chừng nào con mới đi lại được. Mẹ, hay là mẹ phẫu thuật tim trước đi mẹ. Mẹ lúc rày không có còn đau tim nữa, thấy khỏe hơn nhiều. Mẹ đợi được mà. Với lại phẫu thuật cũng nhiều rủi ro, mẹ muốn thấy con đi lại được rồi thì mẹ mới yên tâm. Mẹ nghe lời con đi mà, mẹ phẫu thuật đi mẹ. Thôi được rồi, nếu như muốn mẹ mau phẫu thuật á, thì con cũng phải cố gắng phục hồi cho thiệt lẹ, đi lại được thì mẹ mới yên tâm phẫu thuật ha. Ngồi đây, mẹ chạy đi hỏi bác sĩ một chút nghe. Đừng có đi đâu hết nghe không? Dạ. Không có đẩy xe đi tới đi lui coi chừng té đó. Dạ. Ngưng à,
Lâm. Ngân, sao con khóc? Có chuyện gì vậy hả? Dạ không có. Hồi nãy con tính ngắm cảnh, cho nên con nhìn vô cái thanh cửa rồi con bị té thôi. Cũng may là có anh kia tốt bụng, ảnh đỡ con vậy. Thiệt tình á, mẹ đã dặn con rồi, con điều khiển xe chưa có quen, cho nên là sao mà không nghe lời để cho té vậy hả? Thôi, để mẹ đưa con vô phòng nghe. Ừ. Long, lâu quá rồi tôi không gặp Long. Long gọi nước đi. Dạ, cho hỏi anh dùng gì? Cho anh cà phê sữa đá. Dạ, đợi em chút. Cảm ơn. Long lên thành phố, sao Long không điện thoại cho tôi? Tôi cũng mới lên thôi, tôi phải lo ổn định chỗ ở, cho nên chưa muốn liên lạc với ai hết. Long tính lên đây để tìm việc làm hả? Ở dưới Lò Gốm mọi chuyện đang thuận lợi mà. Tôi muốn thay đổi hoàn cảnh sống của mình một chút. Hay là Long lên đây gì Ngân? Cảm ơn. Dạ mời anh. Nếu Long gì Ngân, tôi khuyên Long là mình nên bỏ đi. Long biết bây giờ là không thể mà. Tôi nghe bác Hoàng nói hồi chiều Long có vô bệnh viện. Ông kêu Hữu gọi điện thoại cho tôi hả? Ừ. Bác Hoàng nói bác có điện cho Long mà Long không bắt máy. Với lại tôi cũng muốn gặp Long. Long là bạn của tôi mà. Tôi cũng không muốn Long cứ phải cố chấp như vậy. Vì Long cứ muốn gặp Ngân như vậy thì làm sao hai người có thể buông tay nhau ra được. Tôi thật lòng muốn thay đổi cuộc sống, chứ không phải lên đây đi gặp Ngân. Chỉ là tôi nghe nói tình trạng của Ngân không tốt, cho nên tôi mới lén vô bệnh viện ghé thăm Ngân cô sao thôi. Hữu có nghe bác sĩ nói chân của Ngân có khả năng phục hồi không? Ừ. Bác sĩ nói nếu như điều trị đúng cách thì chân của Ngân sẽ hồi phục được. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì từ nay tôi sẽ không đến gặp Ngân nữa. Hữu phụ với dì ba chăm sóc cho Ngân giùm tôi nha. À không, nếu Hữu có rảnh thì vô phụ với dì ba. Ông yên tâm đi, hôm nay tôi đều ở suốt trong bệnh viện mà. Ngân cũng đã thông suốt nhận lại bác Hoàng rồi. Tôi nghĩ Long cũng nên mở lòng với bác. Chuyện này đâu phải lỗi do bác. Bác thương Long nhiều lắm. Thôi, tôi phải về đây. Ngày mai tôi còn phải đi phỏng vấn tiếp. Long, có gì cần Long cứ điện cho tôi nha. Tôi biết rồi, cảm ơn Hữu. Chào bạn yêu. Tại sao ông lại về đây? Không sợ bị phát hiện sao? Ở trên hết tiền rồi, với lại có người đánh hơi ra tìm đến tận nơi luôn. May là tôi nhanh chân thoát được. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tạm thời tôi sẽ ở đỡ với ông nha. Ông bị điên hả? Rồi lỡ bị phát hiện thì sao? Thì trách nhiệm của ông là không để người ta phát hiện ra tôi mà. Nếu không thì chết chung. Được, cứ ở tạm đây đi. Sau đó tôi sẽ tìm nhà trọ khác cho ông. Ok, đi đường trưa giờ đuối rồi, giờ ở phòng nào? Nhà có một phòng thôi. Anh đúng là xấu nhỏ, xích cua được tiểu thư con nhà giàu. Ai về ông già lại đi tù. Chia buồn nha. Chó này, chưa kịp đối phó với nó thì nó mò về rồi. Thank you.
Tại sao anh không nghe máy của tôi? Sao tới khuya vậy em? Không tới khuya thì làm sao tôi gặp được anh? Anh tính trốn tôi đến khi nào đây? Tôi bận. Anh bận? Anh nói với tôi, anh bận là bận cưa cẩm người con gái khác đó hả? Cô điều tra tôi đó hả? Phải, tôi điều tra anh đó. Lúc đầu tôi cứ tưởng là anh có nỗi khổ gì đó, cho nên anh mới chia tay tôi. Thì ra anh có mới nới cũ. Anh thấy hoàn cảnh của tôi bây giờ thê thảm, cho nên anh mới bỏ tôi đến với người con gái khác chứ gì. Hết yêu thì chia tay. Anh hết yêu tôi hay là vốn gì anh chưa hề yêu tôi. Mấy ngày nay tôi suy nghĩ về cách anh đối xử với tôi. Có phải anh phát hiện ra dì ba của tôi giàu có, cho nên anh mới quyết định yêu tôi phải không? Em muốn nghĩ sao thì tùy. Tóm lại là chuyện hai đứa mình chấm dứt đi. Được thôi, thì chấm dứt. Bây giờ tôi sẽ đi đến tìm cô Ngân đó, để coi cô ta có nói nghĩ sao thì tùy như anh hay không. Cô dám đâu? Có chuyện gì mà ôm sầm quá vậy? Cô bị sao vậy? Nè, sao không đưa cô đi cấp cứu? Coi chừng cô chết bây giờ đó. Chết rồi. Ông nói gì? Không được rồi, thôi tôi chuồn cha. Ông đứa này đó. Tin bỏ chạy à? Nhưng mà tôi có bị gì ông cũng đều liên quan. Nhưng mà cái chuyện này, nhưng mà bây giờ phải tính sao chứ? Nếu có một xác nữ chết trôi trên sông, không quần áo, không giấy tờ tùy thân, thì công an sẽ rất khó đi. Dạ chào ông chủ. Chào chị. Chào cô. Dạ chào, chào cậu. Dạ chào gì? Trong đây là phòng của cô Ngân, tôi đã dọn sạch sẽ rồi. Cảm ơn chị. Dạ đâu có gì đâu. Sao ông thuê nhà rộng vậy? Có hai mẹ con tôi thôi mà. Tôi muốn Sương với con Ngân ở cho thoải mái, vì đây cũng là nhà cháu của chị Sáu. Em muốn mấy đứa đi lao động ở nước ngoài hết rồi, nhà cũng để không. Kể từ nay chị Sáu sẽ qua ở với mẹ con bà. Thôi khỏi, tôi lo được rồi. Dạ không sao đâu, cô Ngân á đang điều trị. Ông chủ tính vậy á là phải rồi, có gì đâu mà chị ngại. Chị á với lại cô Ngân mà về bển á, nhưng mà ông chủ biết thế nào chị cũng không chịu, nên mới để chị về đây. Ngân, con nghỉ ngơi đi nghe. Sáng mai là bắt đầu một chặng đường khó khăn rồi. Dạ. Anh Hữu. Em cảm ơn anh nhiều lắm nha. Hôm nay anh cứ bận rộn chăm sóc cho em không à? Có gì đâu. Mà giữa anh với em á, em đừng có cách sáo như vậy nữa. Thôi à, để tôi xuống bếp tôi nấu cơm nha. À. Để tôi đi phụ chị. Dạ. Thôi, hai đứa cứ trò chuyện với nhau, ba ra ngoài một chút. Dạ, con thưa bác. Em uống hết nước đi, rồi anh đưa em vô phòng nghỉ ngơi. Đây là phòng của em đó. Để anh đỡ em. Ừ.
Hả? Em thấy bây giờ em cũng ổn rồi. Anh Hữu đừng lo nữa nha. Anh không cần phải chăm sóc cho em thường xuyên vậy đâu. Bộ thấy mặt anh hoài em chán lắm hả? Không phải vậy đâu. Em chỉ sợ anh Hữu bận công chuyện thôi à. Bây giờ mối quan tâm lớn nhất của anh là em đó. Anh phải chăm sóc cho em thường xuyên, để mau bình phục em sẽ mau chóng đi lại được thôi. Ngân à, em cũng biết tình cảm của anh dành cho em mà. Em cho anh cơ hội được chăm sóc em nha. Anh Hữu, lúc trước em đã nói rõ với anh rồi. Anh được đối xử với em tốt quá. Mất công em thấy có lỗi với anh. Không sao, anh có thể chờ em mà. Vết thương là cũng sẽ lành, anh tin là như vậy. Nhưng mà vết thương có thể để lại sẹo. Mà vết sẹo sẽ không bao giờ lành được đâu anh. Bây giờ công nghệ tiên tiến xóa sẹo rất là dễ. Mà do em đó, em có muốn hay không thôi. Ngân nè, bây giờ cho dù thế nào đi nữa cũng có anh, có ba mẹ em ở bên cạnh. Em phải cố gắng lên, có biết không? Em thấy đói bụng quá à. Hay là anh Hữu giúp em? Thôi được rồi, để anh xuống lấy đồ ăn cho em. Thằng Long ở đây hả con? Dạ đúng rồi bác. Long ở chỗ này nè. Để con tháo cho. Long ơi! Ê Long! Long! Con! Ông tới đây làm gì? Sao Hữu lại cho ông ta tới đây? Bác Hoàng muốn tới gặp Long. Nhưng mà tôi không muốn gặp ông. Hai người về đi. Long à! Con nói đi Long, ba phải làm sao con mới tha thứ cho ba? Lỗi cho ông gây ra với mẹ tôi và dì Ba Sư. Chuyện của ba người không liên quan gì đến tôi. Người bắt cóc tôi là bà Chính. Tôi và Ngân yêu nhau, tổ chức đám cưới cũng không phải là lỗi của ông. Nếu Long đã hiểu được vậy rồi, tại sao Long lại còn xua đuổi Bác Hoàng? Nhưng tôi không muốn xác lập mối quan hệ cha con với ông. Như vậy có nghĩa là tôi sẽ trở thành anh hai của Ngân. Tôi không muốn dính líu gì với ổng và Ngân cả. Tôi xin ông đó, ông đừng đến tìm tôi nữa. Tôi có thể tự lo cho bản thân mình được. Long! Bác Hoàng! Bác Hoàng ơi! Bác Hoàng! Bác ơi! Bác đừng buồn nữa. Bác cho Long thêm thời gian đi. Con nghĩ mọi chuyện sẽ ra đột ngột quá, Long vẫn chưa đủ dũng khí để chấp nhận thôi. Mình về nha bác.
Mẹ, con chuẩn bị xong hết chưa? Con xong hết rồi mẹ. Bác sĩ nói đây sẽ là giai đoạn khó khăn vất vả, con nhất định phải kiên trì, không được bỏ cuộc, biết không? Dạ. Dạ con. Ủa? Chào dì Hữu. Dạ, hôm nay con tới để đưa Ngân đi tập vật lý trị liệu. Anh Hữu, bộ bữa nay anh không đi làm hả? Anh xin nghỉ buổi sáng. Có mẹ với ba đưa em đi được rồi, anh nghỉ làm cho mất công vậy? Thì hôm nay là ngày đầu tiên của chặng đường khó khăn sắp tới của em mà, anh phải tới để còn động viên em chứ. Cảm ơn con nhiều lắm nghe Hữu. Dạ, có gì đâu dì, bây giờ mình đi luôn nha. Khoan đã, chờ một chút, ông Hoàng tới rồi đi luôn. Dạ. Ba. Ngân, con. Dạ con chào bác. À, mới tới hả con? Dạ. Sao sắc mặt của bác không tốt, bác không được khỏe sao? À, bác chỉ hơi cảm một chút thôi. À, không sao. Người bác nóng quá. Bác sốt rồi đó. À, bác không sao đâu con à. Ba, ba không khỏe, ba ở nhà đi. Có mẹ đi với con được rồi mà ba. Hôm nay ngày đầu tiên con đi tập vật lý trị liệu mà. Ba muốn đi cùng con. Thôi mình đi. Dạ. Dạ, vậy để con đẩy Ngân cho. Ừ. Nè, ông nhắm ổn không đó? Ừ, tôi không sao mà, tôi chỉ hơi nóng một chút thôi. Sao rồi? Coi cái gì mà căng thẳng vậy? Tôi đang coi tin tức, đã hai ngày rồi. Sao không thấy báo chí đưa tin phát hiện xác của Ly? Biết đâu mấy ngày nữa mới nổi lên thì sao? Vậy thì càng khó xác định thân phận. Chưa thấy xác thì chưa thể xác định được gì. Còn anh, tôi đã nói là đừng có đi lung tung rồi, công an đang tìm anh đó. Anh cứ yên tâm, giờ này đâu có nhiều người, mà tôi cũng bị trang rồi, không có ai thấy đâu. Tôi đang liên lạc với thằng bạn bên Lào, tôi sẽ qua đó nhờ nó giúp đỡ tôi làm ăn. Anh đưa thêm cho tôi 50 triệu nha. Anh làm cho tôi là cái bái anh tiền hả? Đó giờ tôi đưa cho anh rất nhiều rồi. Nè, anh cũng nên nhớ tôi đang giữ bí mật của anh đó. Khó khăn làm anh dễ quên quá. Anh đừng quên, lúc đó anh và tôi cùng quăng Ly xuống. Nè, anh ngồi xuống. Cũng tốt, cùng trên lưng cọp thì sẽ bảo vệ nhau, đúng không? Vậy thì 50 triệu này tôi sẽ đưa cho anh, nhưng mà là cho mượn, tôi cũng không còn nhiều tiền đâu. Ok, sao cũng được, miễn là có tiền. Mẹ. Ừ. Ba con bớt bệnh chưa mẹ? Cũng còn con. Mẹ nghe chị Sáu nói đợt này ổng bệnh cũng nặng, chắc do lao lực rồi đủ thứ chuyện. Mẹ đi nghỉ đi mẹ. Ô, anh dạ, Hữu. Con chào. Ủa? Dì Hữu. Ngân. Tới trễ vậy con? Dạ, con mới xong việc ở công ty nên chạy qua đây thăm Ngân một chút. Anh đi làm cả ngày đã mệt rồi, sao tối không về nhà nghỉ ngơi đi? Hôm qua anh tới thăm em rồi mà. Thôi, hai đứa ở đây nói chuyện, để mẹ xuống nói chuyện với dì Sáu một chút. Dạ. Để em tự làm được rồi. Để anh làm cho, anh biết làm mà. Ngày nào mà không gặp em là anh không có yên tâm được. Không biết hôm nay em trị liệu sao rồi? Em mới trị liệu được có 2 ngày mà, chắc chưa có tiến triển gì đâu. Bác sĩ nói với em còn lâu lắm. Em nè, em phải cố gắng, không được bỏ cuộc đó. Ừ.
Em biết mà, em tự làm được rồi. Anh đi về nghỉ đi. Em mới gặp anh, em đã đuổi rồi hả? Dạ không, em chỉ sợ anh ngủ mệt thôi mà. Mệt cách mấy á, chỉ cần được mỗi ngày nhìn thấy em là anh vui rồi. Em cho anh cơ hội được chăm sóc em nha. Anh Hủ, lúc trước em đã nói với anh rồi mà. Lúc đó khác, bây giờ khác chứ. Em với Long bây giờ đã là anh em rồi. Anh xin lỗi nha. Không có gì hết. Dù gì đó giờ anh cũng vẫn rất yêu em. Ngày xưa chỉ biết Long và em yêu nhau cho nên anh mới rút lui. Còn bây giờ anh sẽ không phạm sai lầm như là ngày xưa nữa. Anh sẽ ở bên em, chăm sóc cho em. Tới khi nào em chấp nhận tình cảm của anh thì thôi. Anh Hủ, em có quyền không yêu anh, nhưng yêu em đó là quyền của anh. Dạ, dì ba. Dì mới kêu chị Sáu về bển chăm sóc cho ông Hoàng. Ở đây dì với con Ngân tự lo được rồi. Con cũng nghe anh Khánh nói bác Hoàng bệnh cũng nặng. Dì à, con tính sáng mai con qua thăm bác. Mà cái này con nghĩ một phần cũng là do tâm bệnh đó dì. Ba em bị bệnh gì hả? Thằng Long đó, nó vẫn chưa chịu nhận bác Hoàng. Mấy hôm trước anh với bác Hoàng có đến nhà Long. Thằng Long nó xua đuổi bác Hoàng về. Chắc nó vẫn còn giận ổng. Gì? Không phải đâu. Con thấy Long nó đã thông suốt rồi, nó không giận bác Hoàng nữa. Chỉ là Long nó không đủ can đảm để chấp nhận sự thật, không muốn nhìn nhận cha con với lại bác Hoàng, không muốn làm anh trai của Ngân. Con biết rõ tính nó yếu đuối lắm. Con đã nói rõ với nó rồi, nhưng nó không đủ can đảm để đối mặt như vậy thì làm sao buông bỏ được. Con rất muốn nghĩ cách giúp nó, nhưng chưa biết cách nào để giúp hết. Ngân, em giúp nó đi. Anh nói gì? Em hả? Ngân nè, hai người cứ tránh mặt nhau như vậy á, không phải là cách đâu. Khúc mắc trong lòng của thằng Long chính là em đó. Dì thấy không nên đâu con. Cứ để cho thằng Long thêm một thời gian nữa. Dạ, tại con chỉ muốn giúp cho Long với lại bác Hoàng thôi. Thấy bác Hoàng khổ tâm vì chuyện của Long, con cũng thấy khổ tâm lắm dì ba. Dạ thôi, con xin phép về. Em nghỉ ngơi nha. Có gì ngày mai anh sẽ qua thăm em. Anh Hủ về. Dì ba, có chuyện gì á, dì ba cứ gọi cho con nha. Ừ, dì biết rồi. Con về cẩn thận đó. Để dì mở cửa. À, dạ thôi dì ba, con tự mở rồi tự đóng được rồi. Con về. Anh về ngân. Con còn nghĩ tới chuyện thằng Hữu nói hả? Mẹ biết, con cũng đang cố gắng vượt qua chuyện cũ. Con còn đang giúp bản thân mình mà. Còn thằng Long, mẹ nghe nói nó cũng đã bắt đầu kiếm việc làm. Thời gian rồi nó cũng sẽ quên thôi. Chứ hai đứa gặp nhau chỉ thêm đau lòng, mà chưa chắc đã giải quyết được chuyện gì. Nè, khuya lắm rồi, mẹ đi ngủ đi mẹ. Con còn phải ngủ sớm đi nha. Dạ. Có gì á thì gọi mẹ. Thank you.
Ngân ơi, mở cửa giùm anh cái. Để mẹ mở cho. Anh Hữu mới tới chơi. Làm gì ngồi thẫn thờ vậy? Hôm nay á, cô tính qua thăm bác Hoàng, tiện thể ghé thăm Ngân chút. Em với mẹ em cũng định là sáng mai đi thăm ba. À, vậy hả? Dạ. Dì ba, tiện thể hôm nay con đi, dì ba với Ngân đi với con luôn. Mẹ, hay là hôm ấy bây giờ mình đi chung với anh Hữu luôn đi mẹ. Thôi, con với thằng Hữu đi đi. Mẹ ở nhà được rồi. Mẹ, mẹ cũng tính đi rồi mà. Tại không ai đi với con, cho nên mẹ mới tính đi. Với lại chị Sáu nói ông cũng đỡ rồi. Vậy thôi, dì ba cứ ở nhà, để con với Ngân đi là được rồi. Ừ, tụi con đi đi. Vậy con đi với anh Hữu nha mẹ. Ừ. Có lẽ là vì ba còn ngại nên không muốn qua thăm bác Hoàng. Em thấy mẹ vẫn giữ khoảng cách với ba. Vì em nên mẹ mới nhượng bộ qua lại với ba thôi. Vì ba cũng đã đoạn tiệc với bác hai dịp. Còn bác Hoàng là người rất tốt. Em cũng không biết nữa. Tuy là mẹ không đến thăm ba, nhưng mà em cũng hay nghe thấy là mẹ hỏi thăm dì Sáu tình hình của ba lắm. Còn ở dưới quê, mỗi lần mà dì Năm gọi điện thoại lên là mẹ hay lén hỏi thăm tình hình ba Diệp của em ở dưới quê. Hai người đó đều yêu dì ba Sương hết. Bác hai Diệp vì yêu mà sinh hận. Còn bác Hoàng vì yêu mà đau khổ suốt mấy chục năm qua. Trong người ba khỏe chưa? Ba thấy cũng đỡ rồi. Mấy hôm nay ba không có đi tập với con. Ba đang bệnh mà. Ba cứ ráng nghỉ ngơi đi nha. Ba đừng có lo gì cho con hết. Có mẹ đi với con, rồi có anh Hữu đưa đón con hàng ngày nữa mà. Cố gắng lên nghe. Dạ. Vô đi. Long, Long tới thăm bác Hoàng hả? Bệnh của ông sao rồi? Ba cũng đỡ nhiều rồi. Bác sĩ nói do bác Hoàng làm việc lao lực một thời gian dài nên kiệt sức, nên bây giờ bác Hoàng phải nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng một thời gian. Con tìm được việc làm chưa? Tôi vẫn đang đi tìm. Nếu ông khỏe rồi thì tôi về. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe đó. À, Long à, có rảnh nhớ ghé thăm ba nghe con. Anh Long nè, tụi mình có thể nói chuyện một chút được không anh? Ba nằm nghỉ đi.
Long. Hai người nói chuyện đi. Tôi đi vô trong. Cảm ơn Hùng. Chuyện của em sao rồi? Em vẫn đang tập vật lý trị liệu mà. Anh Long, em đã nhận ba rồi. Hai anh cũng nhận lại ba luôn. Nhận lại ba? Rồi nhận luôn đứa em gái luôn phải không? Việc mình là anh em, em cũng đã chấp nhận rồi, cũng không còn tình cảm trai gái gì với anh nữa. Ba của anh là ba ruột của tụi mình mà, anh được đối xử với ba như vậy nữa. Anh hai vô thăm ba đi, nói chuyện với ba đi. Ba đang bệnh rất nặng, chứ không phải đỡ như ba nói đâu. Long đâu rồi? Có chuyện gì hả? Không. Em đã nói rõ ràng với anh Long rồi. Chắc anh cũng hiểu. Có gì anh khuyên ảnh thêm giùm em. Anh biết rồi. Nhi à, có chuyện gì vậy em? Dạ cũng không có gì. Mà em không ngờ là anh vẫn lưu số của em á. Em tưởng đâu là anh quá lâu rồi chứ. Đợt giận em quá, anh đã xóa rồi. Nhưng xóa thì xóa, chứ anh vẫn còn nhớ số em. Tại vì đã theo đuổi em mấy năm trời rồi mà. Vậy bây giờ anh lưu lại đi nha. Em cũng bỏ chặn anh rồi. Ừ, anh biết rồi. À, em điện thoại cho anh có gì không? Em tính hỏi thăm anh thôi. Anh qua nhà chú Hoàng sao rồi? Chuyện thông tin tốt đẹp.
anh được gặp ba và được nhận là em gái, gọi bằng anh hai nữa. Em gái? Ngân cũng ở đó hả? Ngân đã nói là không còn tình cảm gì với anh hết và muốn anh phải đối mặt với sự thật. Ngân đã nói cũng đúng mà. Anh với Ngân nên bắt đầu cuộc sống mới. Anh cũng đang cố gắng cuộc sống mới đây. Thì anh nhắn cho em địa chỉ anh đi. Để rảnh rảnh em qua chơi với anh cho anh đỡ buồn ha. Thôi, phiền em lắm. Có gì đâu mà phiền. Mình là bạn mà. Anh mà không cho em địa chỉ em giận anh luôn đó. Thôi được rồi, anh sẽ nhắn cho em. Bye em nha. Dạ. Trời ơi, người ta vớt cái xác ghê quá hả? anh Hữu. Nè, trong giờ làm việc em coi cái gì mà la sùm vậy? Nè, em cho coi này nè. Gì á? Nè, người ta đang vớt được một cái xác chết nữ á. Xình lên rồi đó mà không có mặc quần áo gì hết trơn, thấy ghê lắm luôn. Ghê thiệt. Mà nè, anh để quên USB ở nhà rồi. Anh Khánh mà có hỏi anh á, nó anh chạy về lấy rồi anh quay vô liền nha. Dạ. Cậu, cho con hỏi thăm. Hồi sáng á, ở cái sông này trục vớt một cái xác nữ, có đúng không cô? Thấy ghê lắm kìa. Mặt sưng phù hết trơn, không có nhận được đâu. Với lại không có mặc quần áo, không giấy tờ tùy thân gì hết. Cái này chắc là bị cướp rồi hiếp đó. Công an á, sáng nay có hỏi tôi với mấy người xung quanh nè, có biết chuyện gì đâu nói. Hồi sớm mơ á, có cái ông kia kìa, ông đi tập thể dục á, ông phát hiện thôi. Dạ, con cảm ơn cô. Cháo đi. Còn để đó lát nữa còn ăn. Sao rồi, chuyện công tác của con thế nào? Dạ thành công tốt đẹp cậu. Ngày mai bên công ty mình sẽ soạn bản hợp đồng rồi giao qua bên công ty đó. Tốt lắm. Cũng nhờ có con với thằng Hữu, thời gian này gánh thay phần việc của cậu. Trách nhiệm của con mà. Cậu cứ an tâm tình dưỡng đi. Con cố gắng lên. Dạ. Một thời gian nữa chắc cậu sẽ nghỉ hưu sớm thôi. Sao vậy cậu? Cậu vẫn còn khỏe mà. Ngày xưa cậu lấy công việc để lấp đi nỗi buồn. Giờ cậu muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh con Ngân. Dạ. Thôi, cậu ăn miếng cháo đi. Long, ba khỏe chứ? Con chịu gọi ba là ba rồi hả? Thì ba là ba của con mà. Thay vì trốn tránh như trước đây, bây giờ con sẽ suy nghĩ tích cực hơn. Con sẽ không để cho ba và mọi người buồn phiền như con nữa đâu. Con nghĩ được như vậy ba vui lắm. Ba hãy ráng tình dưỡng cho mau khỏe, để con phụ với dì ba chăm sóc cho em Ngân nha. Nói như vậy Long với Ngân cũng nhận nhau luôn rồi hả? Tất nhiên rồi, tụi tôi là anh em mà. Cả anh nữa, anh cũng là anh họ của tôi mà, đúng không? Anh sao vậy? Hay là anh không muốn nhận thằng em này? Không phải, tại vì anh hơi bất ngờ thôi. Nghe mấy ngày trước em định đuổi cậu về nữa mà. Thì bây giờ em đã thay đổi rồi, em phải sống một cuộc sống mới. Trở về là em như lúc trước. Ba, con đút cháo cho ba ăn nha. Con. Ba phải ráng ăn,
ăn rồi uống thuốc, như vậy mới mau khỏe được. Thôi được rồi, để ba tự ăn. Kìa ba, ba đang mệt mà, để con đút cho ba ăn. Cậu có để cho Long thể hiện lòng hiểu Thảo đi, không thôi nó lại buồn đó. Ba có biết không, con thích được đút cho ăn lắm. Hồi xưa tới 8 tuổi mà mẹ nhớ còn đút cho con ăn đó. Vậy hả? Con đúng là được cưng chiều quá. Cậu cố gắng ăn hết tô cháo nha. Con đi vô công ty. Ừ. Em coi đút cháo cho ba em ăn đi. Để ba khỏe lại, con với ba cùng về dưới thăm chị Tư nghe. Dạ, con cũng nhớ mẹ lắm. Nhưng mà chắc con sẽ ở lại đây làm gì, không về dưới nữa đâu. Ừ, ba thấy con nên ở trên này. Nếu được, con đưa chị Tư lên trên này ở chung với con đi. Dạ, con cũng tính vậy đó ba. Ừ. Anh mới xuống máy bay thôi. Giờ anh phải vào công ty giải quyết một số chuyện đó mà. Tối qua với em. Ok em, bye bye nha. Anh mới về. Tôi tạt qua nhà cất hành lý, thấy thằng Long ở đó, còn nhận cậu tôi nữa. Không biết có ý đồ gì đây. Chắc là vì gia tài thôi. Thằng đó, nó tham vọng lắm. Anh tiếp xúc anh cũng biết mà. Đúng là so với thằng Tình, nó không dễ đối phó chút nào hết. Dạ, em xin lỗi. Alo. Trời. Được rồi, tôi sẽ báo lại với anh Khánh. Có chuyện gì vậy? Anh ơi, công ty Minh Thiện mới vừa bị công an lập biên bản vì sản xuất buôn bán gỗ lậu. Sao lại như vậy? Công ty này cậu giới thiệu cho tôi mà. Dạ, em cũng đâu có ngờ. Cứ tưởng á là nguồn hàng của họ đáng tin cậy. Có nhiều công ty muốn hợp tác với họ lắm. Không chỉ riêng công ty mình. Mình chỉ bị hại thôi, chắc là không sao đâu anh. Cậu theo dõi vụ việc này đi. Có gì báo cho tôi. Dù không liên quan, nhưng cũng nên phòng hờ để ứng phó kịp. Dạ, em biết rồi. Em xin lỗi anh. Đi làm việc đi. Chở về hả? Chút tôi chở Năm về nghe. Thôi, cho ly nước mía bay. Tôi đi bộ chút xíu tới nhà rồi. Chở cái gì mà chở? Năm cứ vậy hoài. Phải đi gần á thì đâu ghé đây giải lao uống nước mía đâu. Xa chứ bộ. Ông cứ như vậy không à? Người ta thấy người ta đồn tầm bậy tầm bạ nữa. Ta đồn hồi đó tới giờ đâu phải mới đồn để đồn sợ. Dạ, nước mía nè anh ba. Tôi nói rồi, Năm đợi tôi đi chung lên chỉnh thăm con Ngân. Chỉ trốn điên mình, không cho tôi hay gì hết. Tôi đi với con Nguyên. Ông nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà nói cho ông đi chung hả? Không biết chừng nào tụi mình mới ở chung bên nhau được thiệt tình chứ. Có ông cố chấp á. Tôi đã nói là bạn thôi. Lo tập trung lo cho hai đứa con gái kìa. À mà hôm qua tôi đi chơi ở trung tâm thương mại với con Nguyên. Tôi gặp con Nhi á. Nó có chào hỏi gì Năm không? Không, tôi không có kêu nó. Nó đi tuốt ở bên giải kia kìa. Nó đi với cái thằng nào cũng đẹp trai lắm. Mà nhìn tụi nó thân mật nữa. Bộ bạn trai nó hả? Không biết, đâu nghe nó nói gì đâu. Chắc nó giấu ông đó. Ông khó quá mà. Nó sợ ông la nó đó. Làm chưa có chuyện đó. Nó chịu ai là tôi chịu hết. Ý, anh Hai Diệp kìa anh. Hiệp sĩ sai. Coi anh Hai Diệp kìa. Cũng tại ổng thôi. Bây giờ còn kêu réo cái gì. Hồi xưa thì đối xử tệ bạc với người ta. Thằng này á, gọi là tình yêu quá ra hận thù, càng yêu càng hận. Thôi đi ông ơi, ông lậm phim quá rồi. Hồi xưa có vợ có con mà không biết quý, gây ra biết bao nhiêu chuyện. Bây giờ một mình chèo quéo. Tôi chưa thấy cha nào ác như cha này nha.
Vậy đó mà cho hai đứa nhỏ cưới nhau. Tôi gặp mặt cha này là tôi hận à. Tôi hận như vụ đánh tôi bầm á. Thôi, ổng ác kệ ổng, để cho ông trời phạt ổng. Chúc anh trở về ha. Anh ơi, chết rồi. Anh coi nè. Chuyện gì nữa? Một số bài báo đưa tin công ty mình nhập gỗ lậu từ bên Minh Thiện. Anh coi đi, không phải một bài đâu, ở dưới này nữa nè. Tại sao tụi nhà báo lại biết vậy? Cái này nhất định là có người muốn chơi xấu mình. Có nhiều công ty làm ăn với Minh Thiện, nhưng mà tại sao chỉ có mình là bị khui ra thôi? Rõ ràng người ta đang muốn hạ uy tín của công ty mình. Chuyện này ngoài tôi với cậu và một số nhân viên thì còn ai biết nữa đâu. Dạ, để em liên lạc với tòa soạn. Ở dưới bài báo có tên tác giả. Dạ, tôi nghe đây. Tôi vừa mới đọc báo về việc Trần Gia sử dụng gỗ lậu ở bên Minh Thiện đó. Bà uống thuốc đi ba. Bà thấy con giỏi không? Giỏi như làm bác sĩ vậy. Con biết ba uống thuốc gì luôn đó. Bây giờ thì con thấy sắc mặt của ba đã hồng hào lên rồi đó. Chắc là nhờ con đó. Nói như vậy là ba đồng ý con giỏi như bác sĩ đúng không? À, con chính là liều thuốc tốt nhất cho ba mà. Con đã xin được việc chưa? Dạ chưa ba. Chỗ phù hợp thì không có nhận con. Nói là kinh nghiệm con ít quá. Mà đó giờ con chỉ làm ở lò gốm thôi mà. Còn chỗ nhận con thì tính chất công việc con không có thích, không phù hợp với con. Thôi, con vào công ty ba làm đi. Con cảm ơn ba. Nhưng mà con muốn mình sẽ tìm gì? Con tự đi xin ba. Làm cho người ngoài được thì sao không làm cho ba được? Ba sẽ giao lại mạng gốm nội thất cho con phát triển. Ba thấy nó phù hợp với con. Thực ra thì con cũng muốn tiếp tục phát triển thêm lò gốm lắm. Vậy thì được rồi. Con cứ ở trên này lo liệu việc. Có cần gì liên hệ với lò gốm ở dưới. Nếu như con ngại về thì có thể nhờ thằng Hữu. Nhưng mà con chỉ sợ là mình sẽ không theo kịp thôi ba. Ba biết năng lực của con. Con cứ yên tâm, tự tin lên. Có gì ba sẽ hỗ trợ cho con. Con cảm ơn ba. Alo, tôi nghe đây anh Thái. Anh nói cái gì? Được rồi, tôi sẽ vào giải quyết ngay. Có chuyện gì vậy ba? Thằng Khánh lén ba hợp tác với công ty gỗ lậu gì đó. Bây giờ sự việc dở lỡ, báo chí ầm ĩ, các đối tác đang đồng loạt hủy hợp đồng vì sợ mang tai tiếng nè. Bây giờ ba phải vào công ty gấp mới được. Thưa ba, nhưng mà ba chưa có khỏe mà sao vô công ty được? Chuyện này ba mà không vô công ty giải quyết là không xong. Ừ, vậy thôi, để con đưa ba vô công ty nha. Khánh, cậu không ngờ con làm ra chuyện này. Danh tiếng công ty cậu gây dựng mấy lâu nay coi như đổ sông đổ biển hết rồi. Giờ con xin lỗi cậu. Xin lỗi thì giải quyết được cái gì? Bây giờ đối tác đồng loạt hủy hợp đồng, báo đài thì tấn công. Có khi công ty có thể sụp đổ vì cậu đó. Mọi chuyện tôi làm, tôi sẽ giải quyết hậu quả. Một lần bất tính, vạn lần bất tính. Cậu nghĩ tụi tôi còn tin cậu được hả? Vì tư lợi riêng mà ảnh hưởng đến cả công ty. Anh Hoàng, quyền quyết định cuối cùng là ở anh đó. Đừng để cổ đông tụi tôi phải thất vọng nha. Tôi tình thật xin lỗi mọi người. Thằng Khánh là cháu tôi, con dạy cái mang. Tạm thời hay anh cứ về trước đi. Ngày mai tôi sẽ đưa ra quyết định về việc kỷ luật thằng Khánh, cũng như kế hoạch cụ thể khắc phục tai tiếng lần này. Được rồi, tụi tôi chờ tin anh đó. Thôi, tụi tôi về à. Chào anh. Chào anh. Con còn gì để nói nữa không Khánh? Tại vì bên Vạn Thành ngạo mạn quá cho nên con không thích hợp tác thôi.
Có thiệt như vậy không? Hay là do giá bên Minh Thiện chỉ bằng phân nửa giá bên Vạn Thành? Tiền bạc con đâu có thiếu, tại sao con lại tham lam không nghĩ đến hậu quả như vậy? Con đã nói là để con giải quyết hậu quả rồi mà. Vậy bây giờ con nói đi, con giải quyết sao? Giờ tạm thời là con chưa có nghĩ ra được. Cậu cho con thêm thời gian đi. Cho con thời gian là bao lâu? Chờ cho tới khi công ty giải thể hả? Bác ơi, bác Hoàng, bình tĩnh đi bác. Bà uống miếng nước, uống miếng nước đi. Hay là bây giờ con đưa ba về nghỉ nha, còn mọi chuyện mình giải quyết sau nha ba. Ba không sao, với việc làm của thằng Khánh, mức kỷ luật cao nhất là đuổi việc. Chỉ có điều là Long. Dạ. Con thấy sao? Dạ, chuyện của công ty thực sự con không dám có ý kiến bà. Còn Hữu? Dạ thưa bác, con biết là bác đang khó xử giữa bên tình bên lý, nhưng con nghĩ lần này bác phải công tư phân minh để làm yên lòng dư luận, rồi các bên đối tác của mình nữa. Theo con nghĩ bây giờ mình nên có một bài báo giải thích cái việc hợp tác với Minh Thiện là do cá nhân của anh Khánh muốn tư lợi, chứ không liên quan gì đến Trần Gia. Con ra soạn quyết định thôi việc cho Khánh đi. Còn về bài báo thì thôi, nội bộ biết với nhau, dù gì nó cũng là cháu của bác, khác nào vạch áo cho người xem lưng, cũng chẳng có thêm lợi ích gì cho Trần Gia. Dạ, con biết rồi bác. Việc trước mắt cần phải làm là củng cố lòng tin của các đối tác. Con lên lịch hẹn các bên cho bác, bác sẽ gặp họ nói chuyện trực tiếp. Dạ. Vô đi. Anh Khánh, có chuyện gì vậy? Dạ. Có chuyện gì nói đi. Quyết định thôi việc tổng giám đốc đã ký. Cậu quyết định đuổi việc tôi sao? Em có nói, nhưng mà bác Hoàng không có nghe. Thằng Long lại còn nói thêm vô. Nó nói á, chỉ có cách này mới dẹp yên được dư luận. Không ngờ cậu lại cản tình với tôi như vậy. Uổng công bao lâu nay tôi lại chị Trần Gia đây. Bây giờ thằng Long đã về Trần Gia, bác Hoàng coi như đã tìm được người thừa kế. Bác cản tình với anh cũng phải. Em nghĩ bác Hoàng tính hất anh đi, rồi đưa thằng Long về công ty ngồi. Em cũng bức xúc thay cho anh. Thằng Long á, so với anh thì sao bằng được. Tôi phải đi nói chuyện với cậu. Anh Khánh, anh Khánh, quyết định đã ký rồi, không thay đổi được gì đâu. Anh là người có năng lực, với số tài sản riêng của anh, anh có thể tự lập một công ty, anh tạo dựng sự nghiệp riêng. Việc gì á, anh phải phụ thuộc vào công ty này, phụ thuộc vào trẻ con họ. Trần Gia sau cú này cũng sẽ điêu đứng, có khi cũng không trụ được bao lâu đâu. Cậu nói đúng,
tôi sẽ làm cho cha con họ thấy không có tôi thì công ty này sẽ ra cái gì. Thằng Long sẽ chẳng làm được tích sự gì. Phải đó anh, em sẽ ủng hộ anh hết mình. Ba không ngờ thằng Khánh lại đổ đốn như vậy. Cho nó nghỉ việc, ba cũng đau lòng lắm. Nhưng không còn cách nào khác. Chỉ có vậy mới xoa dịu được cổ đông với các đối tác thôi. Một chút nữa ba sẽ nói chuyện với nó. Chờ một thời gian, coi thái độ hối lỗi của nó ra sao. Ba sẽ tách riêng mảng gốm nội thất thành công ty con, giao cho nó phụ trách. Dạ. Bây giờ thằng Khánh nó đã nghỉ việc, coi như mất đi một cánh tay đắc lực, ba sẽ trở lại công ty làm việc. Chức vụ của thằng Khánh đó, ba sẽ giao lại cho con. Thì ba, con thực sự đâu có kinh nghiệm nhiều, con không thể nào mà so sánh với anh Khánh được đâu ba. Ba biết, nhưng sức khỏe của ba không tốt. Con và thằng Khánh đều là người thừa hưởng sau này của ba. Thằng Khánh đã như vậy, ba chỉ còn trông chờ vào con thôi. Ba sẽ kèm kẹp cho con và tìm cho con một trợ lý giỏi. Chuyện gì cũng có khởi đầu khó khăn, chỉ cần con có lòng tin, nhiệt quyết là được. Con đồng ý nghe Long. Dạ, con sẽ cố gắng hết sức. Ba uống nước thêm đi ba. Khánh, con đi đâu vậy? Dạ, con đi khỏi nhà đây. Bây giờ con có con trai rồi. Vả lại nhà này cũng đâu phải của con. Trời, con nói cái gì vậy Khánh? Cậu đã từng nói rồi, cậu coi con như con của cậu mà. Cậu coi con như là con, hay là bao nhiêu năm nay lợi dụng con để xây dựng cho cái Trần gia này. Bây giờ có nó về thì lại đuổi con đi. Anh Cảnh à, anh đừng có ăn nói ngang ngược như vậy. Ba đuổi gì cả anh, là do anh gây ra thôi. Anh cũng biết là ba còn định bỏ qua cho anh, để cho anh làm giám đốc công ty con về mảng nội thất hay không? Mảng nội thất đang chỉ là bước đầu. Cho tôi làm giám đốc, giả bộ lo cho tôi, hay là lợi dụng tôi tiếp đây hả? Anh, tình cảm của cậu đối với con bao lâu nay con không biết hay sao mà con lại nói với cậu như vậy? Coi như con sai, cảm ơn cậu bao nhiêu lâu nay đã chăm sóc cho con. Bây giờ cậu đã có con trai rồi, quan tâm chăm sóc nó đi. Còn con sẽ tạo sự nghiệp riêng cho mình. Khánh, để coi Trần gia và con trai cưng của cậu sẽ đi tới đâu. Khánh, Khánh. Ba đừng tức giận mà ba. Ba đừng giận nữa mà ba. Ba thiệt không ngờ thằng Khánh nó lại nghĩ về ba như vậy. Ba đừng giận ảnh nữa.
Từ từ anh sẽ hiểu ba thôi. Còn thôi, bây giờ con đưa ba lên phòng nghỉ nha. Đi ba. Bây giờ công ty đang gặp khó khăn. Bác Hoàng vừa muốn lo chuyện của công ty, vừa muốn chăm sóc cho Ngân. Nhưng mà sức khỏe của bác thì dì ba với Ngân cũng thấy rồi đó. Nên dạ, dì ba, con cảm ơn dì. Con thấy tiện nhất á là dì ba với Ngân dọn về bên đó ở đi. Đúng đó chị. Sau đợt bệnh vừa rồi á, tôi thấy ông chủ ông yếu hẳn đi. Theo tôi biết á, là ông chủ ông thương chị dữ lắm, lúc nào cũng nhớ tới chị hết. Chị nói cái gì vậy? Tụi tôi già rồi. Tôi nói thiệt mà, tôi làm cho ông chủ cũng gần 20 năm rồi, từ hồi mẹ của ông chủ còn sống nữa kìa. Lúc đó bà cứ giục ổng cưới vợ mà ổng đâu có chịu. Cũng có nhiều người muốn tới với ổng nữa, nhưng mà ổng đều từ chối hết à. Ban đầu tôi cứ tưởng là ổng còn nhớ thương vợ cũ, nhưng khi gặp chị tôi mới biết người ổng thương là chị. Không có đâu, là ổng thương vợ ổng thôi. Không phải đâu. Rõ ràng là tôi thấy ổng ưa cầm cái tấm hình lúc chụp chung với chị còn trẻ đó. Cho nên là lần đầu tôi gặp chị là tôi nhận ra liền ha. Dì ba, con thấy là bác Hoàng rất thương dì. Bây giờ dì cũng đã đoạn tiệc với lại bác Diệp rồi. Hay là dì với bác Hoàng trở lại bên nhau đi. Để Ngân có mấy ấm gia đình. Cũng mấy chục năm rồi hai cha con mới gặp lại mà dì. Con nói đi đâu vậy? Dì với ông Hoàng đã không còn tình cảm gì với nhau nữa rồi. Dạ. Nhưng dù gì, ông cũng là cha của con Ngân. Con có muốn dọn về bển không Ngân? Dọn về đi con Ngân, cho hai cha con ở cạnh nhau. Hai người xa cách nhau mấy chục năm rồi còn gì. Ông chủ cũng đã nhường phòng lại cho cô rồi, khỏi phải lên xuống bất tiện. Ngân, em còn suy nghĩ gì nữa? Đi đi em. Mẹ, hay mẹ con mình dọn về bên đó đi, để con khỏi mất công chạy đi chạy lại. Dì Sáu cũng đỡ cực. Khi nào mà chân con bình phục thì lúc đó mình tính tiếp nha. Dì ba. Mẹ. Dì đồng ý rồi. Vậy thì tốt quá. Bác Hoàng sẽ rất là vui. À, dì Sáu, dì đi soạn đồ. Rồi rồi rồi. Thôi thôi, để dì nhận đồ cho con nghe. Trời ơi, mừng quá, mừng quá đi. Ở đây nè. Dạ. Cảm ơn anh Long nha. Nhà đẹp quá ha. À, anh khát nước quá. Em có thể cho anh một ly nước được không? Dạ, dạ. Anh vô nhà chơi. Anh Long ngồi chơi đi, em đi lấy nước nha. Anh uống nước đi. Cảm ơn em. Em ở trọ với ai? Vẫn ở chung với Trang hả? Dạ không, em ở một mình. Trang nó về quê làm việc luôn rồi anh. Ở một mình mà thuê nhà bự dữ vậy đó hả? Dạ. Em mệt hả? Thôi, vậy anh đi về, không làm phiền em nữa. Em vô thay đồ rồi ngủ sớm đi. Dạ, vậy anh về cẩn thận nha. Anh về nha. Dạ. Em dạ ngủ ngon nha. Cảm ơn em. Vậy là sao? Sao là sao? Anh
anh ngồi xuống. Em tới thăm anh Long, tiện đường á, anh đưa em về thôi. Bộ anh ghen hả? Mới hồi nãy anh còn gặp em ngồi ăn uống vui vẻ với nó lắm mà. Thì em gặp anh Long á, cũng là vì anh thôi. Tại sao vì anh? Thì bây giờ á, anh Long đã nhận lại chú Hoàng, tung tin với báo chí chiếm chỗ của anh. Em muốn coi anh Long có sơ hở gì không để còn giúp anh. Thằng khốn đó, anh đúng là đã xem thường nó. Anh Long á, năng lực không thể nào mà bằng anh được. Sớm muộn gì chú Hoàng cũng sẽ nhận ra thôi. Tất nhiên rồi, anh biết điều đó mà. Nhưng nó cũng không phải là đứa vô dụng. Nó có vẻ vẫn còn thích em đó. Hay là em giúp anh tiếp cận nó, đâm sau lưng nó, vừa hại được Trần Gia mà vừa giúp được cho công ty mới của anh nữa. Nếu vậy em phải vô công ty làm việc thì em mới tiếp cận được chứ. Anh sẽ kêu thằng Hữu sắp xếp cho em. Dạ. Nhưng chỉ là tiếp cận công việc thôi đó. Em biết rồi mà. Nếu mà em thích anh Long á, thì mấy năm mà anh theo đuổi em, em đã chấp nhận rồi. Anh đó, anh đừng có ghen nữa nha. Anh á, dự định thời gian tới sẽ làm đám cưới, nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố như vậy. Em chịu khó chờ anh thêm thời gian nữa nha, để anh tập trung cho công ty mới ổn định. Em biết rồi. Anh cố gắng lên, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cậu Long, con trai mới nhận của anh Hoàng á, năng lực ra sao cậu có biết không? Dạ, cái này thì tôi cũng không tiện nói. Long cũng chưa có kinh nghiệm nhiều, cho nên chưa thể đánh giá được gì. Chưa có kinh nghiệm sao dám giao nhiệm vụ quan trọng vậy? Sao không đi tuyển người ngoài? Biết bao nhiêu người có năng lực, lại thêm một người nữa như cậu Khánh thì sao? Anh Hoàng không phải là một người không biết tính toán. Cậu Khánh là một người có năng lực đó, chỉ tại hơi gian manh thôi. Còn cậu Long tôi nghĩ chắc không đến nỗi tệ đâu, cho nên anh Hoàng mới đưa cậu ta vào đây. Cứ chờ thời gian xem sao đã. Chào mấy dạ. Anh chào anh, chào anh Hoàng. Thưa tạm giám đốc. Xin được giới thiệu, đây là Long con trai tôi. Dạ. Dạ, chào hai chú. Chào cậu. Mọi người ngồi đi. Dạ. Như tôi đã nói với hai anh, kể từ hôm nay tôi sẽ chính thức bổ nhiệm Long thay thế chức vụ của Khánh. Hy vọng cậu sẽ là thế hệ tiềm năng để vực dậy công ty. Cố gắng lên cháu, trước mắt thì sẽ có nhiều khó khăn đó. Dạ, cháu cảm ơn hai chú. Cháu sẽ cố gắng hết sức mình. Ghế em thiệt, nhưng mà trách nhiệm chắc là nặng nề lắm đây. Mình phải cố gắng mới được. Bây giờ mình bắt đầu từ đâu đây ta? Tôi mới học làm gốm, mấy tháng liền tôi không có xoay ra được sản phẩm nào á. Rồi chú Sáu mới nói với tôi, quan trọng là phải xác định được tâm của đất thì mới xoay ra được sản phẩm đều. Bộ anh không thấy nhiều chuyện trong cuộc sống cũng giống như chuyện xoay gốm hay sao? Nếu như mình nhìn ra được mấu chốt của vấn đề, chuyện gì cũng giải quyết được thôi mà. Bây giờ mình phải làm gì đây ta?
Ờ, vô đi. Cha, mới ngày làm việc đầu tiên mà chăm chỉ vậy rồi hả? Tôi coi lên mấy hồ sơ. Đang định lên kế hoạch mới cho công ty, tiếp cận lại các đối tác đã ký hợp đồng. Long nè, cái này coi bộ khó đó. Hiện giờ chị bằng Long cứ dồn sức mình tìm đối tác mới. Tôi thì nghĩ khác. Mình phải đứng dậy từ nơi mình vấp ngã, lấy lại niềm tin từ họ. Chỉ cần đối tác cũ quay lại khẳng định chất lượng của mình, lúc đó đối tác mới thì họ sẽ tự tìm đến mình thôi. Cái đó thì tùy Long thôi. Tôi chỉ sợ Long tự đưa mình vô đường khó. Tôi nhắc Long thôi. Cảm ơn Hữu. Ừ. Còn về trợ lý của Long á, sẽ do bác Hoàng chọn. Còn Long á, Long sẽ tự chọn thư ký riêng cho mình. À, Long qua đây, tôi cho Long coi này nè. Đây là tất cả các hồ sơ người ta ứng tuyển vào công ty của mình. Và có những hồ sơ á, ứng viên rất tiềm năng, Hữu đã tìm được trên các trang web tìm việc làm. Trong đó có một hồ sơ rất đặc biệt. Đây. Đâu, hồ sơ nào? Đây, Long coi đi. Là Nhi hả? Ừ. Nhi đang làm trong công ty xuất nhập khẩu mà. Tôi cũng mới vừa gặp Nhi. Đâu có nghe Nhi nói là thôi việc bên công ty đó đâu. Hữu không biết. Hữu chỉ tìm thấy ở trên mạng thôi. Chắc là Nhi muốn tìm thêm cơ hội hay sao đó. Nhưng mà Hữu thấy hồ sơ của Nhi rất là ấn tượng đó. Long, Long thấy sao? Hay là Long liên lạc lại với Nhi đi. Dù sao á, chỗ quen biết cũng hiểu ý nhau hơn người xa lạ. Thì Hữu cứ làm giống như những ứng viên khác đi. Cũng chưa chắc là Nhi thích làm việc bên công ty của mình. Được rồi, có gì Hữu sẽ tìm hiểu. Cảm ơn Hữu, dùng trà đi. Thôi mẹ đừng bóp chân cho con nữa, mẹ đi ngủ đi mẹ. Chút nữa rồi mẹ đi ngủ. Bác sĩ nói chân con phải massage thường xuyên để lưu thông máu huyết đó con. Mẹ để đó đi, con tự bóp cũng được mà. Mẹ, mẹ ngủ sớm đi, con sợ mẹ mệt lắm. Mẹ đã nói là mẹ chưa buồn ngủ, mẹ không mệt mà. Với lại ông Hoàng cũng chưa có về. Mẹ đợi ba hả mẹ? Đâu có. Tại mấy bữa nay mẹ thấy ông về trễ lắm. Hình như công ty ba có việc gì đó. Mấy hôm nay con thấy ba về khuya lắm. Tối nào ba về, ba cũng mở cửa phòng nhìn con ngủ. Lúc đó ba tưởng con ngủ rồi hay sao á. Đúng là ở phương diện làm cha thì ông không có gì đáng để chê trách hết. Mẹ, con cảm nhận được mà. Con thấy ba thương mẹ lắm. Có thể năm xưa ba có nỗi khổ thật sự đó mẹ. Mẹ ơi, mẹ nói thiệt cho con biết đi. Mẹ có thương ba con không mẹ? Đúng là ngày xưa mẹ rất là hận ổng. Nhưng bây giờ thấy ông đối xử tốt với con, mối hận đó cũng bớt đi. Nhưng mà nói thương thì chắc chắn là không. Trong lòng mẹ, người mẹ thương nhất là con đó. Con cũng thương mẹ của con nhất. Mẹ già rồi, cũng không sống với con lâu được. Con cũng phải kiếm người để thương con đi. Mẹ thấy thằng Hữu rất là tốt với con. Thôi mẹ, mẹ đừng nói chuyện này nữa. Mẹ nói thiệt mà, con hãy cho thằng Hữu một cơ hội đi. Nó là một đứa rất tốt. Mẹ, hình như là ba về. Mẹ ra coi thử đi mẹ. Ừ, để mẹ ra. Ông chủ với cậu Long ngồi nghỉ đi. Tôi đi pha nước chanh cho hai người uống nghe. Trời đất, Long, sao hai cha con uống say dữ vậy? Dạ, hôm nay con với ba phải đi tiếp người bên công ty, bên đối tác á gì. Cho nên hai cha con uống hơi nhiều. Ba, con thấy chắc là ba mệt lắm rồi. Ba lên phòng nghỉ ngơi đi. Giờ cũng trễ rồi, con xin phép con về. Nè, Long, con say như vậy sao mà về được?
Dạ con không sao đâu. Không được, con về nguy hiểm lắm. Con ngủ lại đây đi, sáng mai rồi về. Con ở lại đây đi, sáng mai về. Giờ giờ này nguy hiểm lắm. Ông này chị, nè cậu uống miếng cho ông tỉnh. Uống miếng nước nè cho nó tỉnh. Cậu Long, cậu ở lại đây ngủ nghe. Sáng mai là chủ nhật mà, cả nhà ai cũng được nghỉ hết á. Con Ngân á, cậu cũng không đi tập vật lý trị liệu nữa. Cậu ở lại đây ăn cơm chung với ông chủ. Chứ hồi đó tới giờ ông chủ với hai cô cậu chưa có ăn chung bữa cơm nào hết. Dạ. Vậy tối nay con sẽ ngủ lại, rồi sáng mai con sẽ về sớm để con đưa ba lên phòng. Từ từ ông. Cẩn thận nha. Trời ơi, sao mình ngủ dữ vậy nè. Có những chuyện Long đã cố gắng buông rồi mà. Đừng có để bụng rồi lại yếu lòng. Tôi chỉ tình cờ đến đây thôi, chứ không có gì đâu. Thôi, tôi về nha. Cậu Long, tôi nấu cơm xong rồi, cậu ở lại ăn cho vui nha. Lâu lâu á cả nhà mới có dịp đoàn tụ mà. Dạ, con cảm ơn dì. Con có việc con phải về, để bữa khác nha dì. Không phải Long đã nói là sẽ buông bỏ rồi sao? Phải can đảm đối mặt chứ. Long còn trốn tránh, tức là trong lòng Long vẫn chưa buông bỏ được. Tôi đã bỏ lâu rồi. Yên tâm. Vậy thì ở lại ăn cơm với mọi người đi. Phải đó cậu, ở lại ăn cơm nghe. Dạ. Ba con với dì ba đâu rồi dì? Mọi người đang ở trên lầu á. Vậy để con lên mời ba con với dì xuống ăn cơm. Tôi cảm ơn cậu nha. Cũng may á là nhà có cậu Hữu á, chứ không á là cậu Long cậu về mất tiêu rồi. Chắc cậu với mẹ con chị ba có mâu thuẫn gì đây ha. Cũng tội cho ông chủ, con hai ba dòng mà. Dì Sáu, dì không biết á thì đừng có nói bậy. Không phải là mâu thuẫn gì hết, Long và Ngân đang yêu nhau, còn suýt làm đám cưới nữa. Dì không biết chuyện đó sao? Cái gì? Anh Hữu. Em sao vậy? Bộ chân em đau hả? Anh đưa em xuống ăn cơm nha. Chị.
đổ nước mắm hết rồi. Tôi sơ ý quá. Chuyện sao vậy? Tại vì tôi mới phát hiện ra một chuyện. Tôi thấy sốc quá. Chuyện gì vậy chị? Cũng không có gì đâu. Chỉ có hàng xóm thôi à. Chị lấy khăn lau đi. Dạ dạ. Em nhìn chắc nha. Dạ. Hữu à, để tôi phụ với Hữu một tay nha. Long. Hả? Hữu làm được mà. Vậy Hữu làm đi. Ừ. Sương ngủ có được không? Ngủ ngon mà. Long à, ngồi dạ, xuống đi con. Con ngồi đi con. Dạ. Ngân, hôm nay dì có nấu món canh chua con thích dạ. Nè chị sao nấu món ăn phong phú quá vậy ta? Dạ, lâu lâu mọi người mới có dịp đoàn tụ mà. Dạ, mọi người ăn cơm ngon miệng. Dạ, cảm ơn dì. Cô mời ba. Ừ. Cô mời dì. Cô mời. Dạ, hồi tối hôm qua bộ anh hai ngủ lại đây hả? Vậy mà em không có hay. Tại tối hôm qua anh hai xỉn quá, cho nên ba không có cho anh về. Em với dì ba vẫn đi tập đều chứ? Dạ, em cũng cố gắng bình phục để mẹ đi phẫu thuật nữa. Với lại để em với anh Hữu có bắt đầu mới nữa chứ. Nói vậy hai đứa con. Dạ, tụi con đang tìm hiểu nhau đó ba. Thiệt ra là con yêu Ngân đã từ lâu lắm rồi, mà bây giờ Ngân mới cho con cơ hội đó. Vậy thì tốt quá. Dì cũng mong là hai đứa có thể tới được với nhau. Dạ. Hai đứa yêu nhau thiệt tình, ba cũng vui lắm. Dạ, con cảm ơn dì. Con cảm ơn ba mẹ đã đồng ý tác hợp cho hai đứa tụi con. Còn anh hai nữa. Hả? Anh mau có bạn gái đi chứ, để em còn có chị dâu nữa. Đúng rồi đó. Anh điều kiện tốt như vậy, đẹp trai lại tốt bụng nữa, cho nên có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi. Anh đang không biết là chọn ai bỏ ai đây, cũng đang rất là đau đầu. Thôi chết rồi, con quên nữa. Con có một cuộc hẹn rất là quan trọng. Con xin phép ba, con xin phép gì? Anh về nha. Ngân, Hữu. Anh Long về. Con thấy còn no quá, để lát nữa con ăn sao nha. Con xin phép về phòng nghỉ. Anh Hữu. Ừ? Anh đưa em về phòng nha. Ừ, được rồi. Dạ, con xin phép. Sương có nghĩ là thằng Long với con Ngân tụi nó đã quên hết chưa? Tôi với ông làm cha làm mẹ, không lẽ không hiểu được con mình sao? Cho dù thằng Long với con Ngân có làm bộ quên đi nữa thì cũng phải cố làm theo y như thật, y như hồi nãy đi. Tụi nó mới không còn ái ngại nữa. Từ từ tụi nó quen rồi cũng sẽ quên thôi. Em sao vậy? Anh Hữu à, cho em xin lỗi chuyện hồi nãy nha. Em chỉ muốn cho anh Long mau quên chuyện cũ thôi. Ngân nè, anh biết chứ, đó là điều cần thiết. Còn anh chỉ cần được ở bên cạnh em là anh vui rồi. Ngân, sao em không thử cho anh cơ hội? Em bị tàn tật vậy mà, em sợ làm khổ anh. Em đừng có bi quan như vậy. Nhất định em sẽ được chữa khỏi. Cho dù em có bị tàn tật đi chăng nữa, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Tụi mình
bắt đầu lại được không em? Nhi. Ủa, anh Long. Em tới đây xin phỏng vấn hả? Dạ, hôm trước công ty có gọi tới, nói là tuyển thư ký cho phó tổng giám đốc. Em tưởng là anh Khánh, nên em định không có nhận lời. Nhưng mà công ty nói không phải, anh Khánh đã nghỉ việc rồi, cho nên em mới tới đây thử sức. Dòng cuối cùng, anh là người phỏng vấn em đó. Anh? Ừ. Như vậy, anh là phó tổng giám đốc hả? Anh thay chỗ của anh Khánh. Sao? Bây giờ biết là anh, có muốn làm việc với anh nữa không? Tất nhiên rồi, mình là bạn bè. Mà em cũng thích môi trường làm việc bên Trần Gia. Chỉ sợ là có nhiều ứng cử viên giỏi quá. Em lo gì, anh là người phỏng vấn cuối cùng mà. Hy vọng là từ nay chúng ta sẽ làm việc vui vẻ với nhau. Nhất định rồi. Nhưng mà em chỉ sợ là người ta nói em lại được thiên vị. Thiên vị cái gì chứ, em vẫn phỏng vấn bình thường như mọi người mà. Với lại hồ sơ của em lại nổi trội hơn mọi người nữa, cho nên đâu có gì gọi là thiên vị. Sương sao vậy? Lại thấy mệt nữa hả? Không, tôi không sao. Lâu lâu cứ mệt vậy thôi. Hãy Sương cứ phẫu thuật đi. Bây giờ y học tiên tiến, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi biết sức khỏe của tôi mà. Ông khỏi phải lo. Nhưng tôi chỉ lo cho sức khỏe của Sương thôi. Sợ bệnh tình ngày càng nặng. Tôi bây giờ cũng không còn màng chuyện sống chết nữa. Điều tôi mong muốn nhất là thấy con Ngân nó bình phục, sống hạnh phúc. Nếu tôi có chuyện gì, ông phải hứa với tôi là phải lo lắng, chăm sóc cho con Ngân nghe. Vì nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Sương yên tâm. Chỉ khi nào tôi chết đi thì tôi mới bỏ nó thôi. Cũng như tình cảm của tôi với Sương vậy. Sương, Sương có thể tha thứ cho tôi được không? Dù cũng đã muộn màng, nhưng tôi thực sự mong có thể cùng Sương tương tựa nhau đi hết quãng đời còn lại. Tôi xin lỗi, tôi không nên nói những câu này mới đúng. Tôi không xứng đáng với Sương mà. Thật ra alo, chào chú. Ờ, Khải hả? Lâu quá không gặp con. Dạ, con có tin tốt lành, muốn báo cho chú nè. Ờ, con nói đi. Đúng là ông trời rong ruổi. Con đi tìm bấy lâu nay mà không có tin gì của dì Lan. Ai ngờ á, sáng nay dì Lan tìm con. Dì muốn con tìm tung tích của dì. Dạ, con đã đưa dì Lan tới nhà của chú rồi. Vậy hả? Ờ, được rồi con à. Cho hỏi có phải nhà ông Hoàng không ạ? Bà Lan. Là tôi đây. Tôi nghe ông mới tìm được thằng Duy. Con tôi đâu rồi? Nó đang ở công ty. Bao nhiêu năm nay tôi cho người tìm kiếm bà mà không có tung tích gì hết. Chào chị. Thì ra cuối cùng hai người cũng ở với nhau. Chị đừng hiểu lầm, tôi với ông Hoàng không phải như chị nghĩ đâu. Chuyện năm xưa tôi thiệt lòng xin lỗi chị. Không phải lỗi của Sương, là do tôi lừa dối Sương thôi. Hai người không cần giải thích gì nữa. Mấy chục năm rồi tôi cũng không còn để tâm. Hai người có ra sao cũng không liên quan gì tới tôi. Điều tôi quan tâm bây giờ là con trai của tôi. Được rồi, để tôi gọi điện cho thằng Duy về liền. Tôi xin phép vô trong. À, Long, con còn ở công ty không?
về nhà liền nghe con. Ba vào nhà uống nước đi. Thank you.